ông bà cô chú anh chị và các bạn, rất vui vừa được gặp lại mọi người. Cái clip ngày hôm qua mình chia sẻ đó mọi người là chị Phượng đi đến nhà Dịch thăm nhà Dịch, thì đi chơi từ hồi trưa tới bây giờ, hồi chiều tới bây giờ, rồi giờ về tới nhà thì em Thư sẽ chuẩn bị nấu ăn đãi Việt Kiều Phượng. Hôm nay mình sẽ làm cái món là bánh canh. Thì bánh canh mình cũng sẽ tự làm luôn. Ở đây là mình đang quết cái mọc á mọi người. Cái mọc là bằng thịt gà với lại thịt heo xay á. Thì làm cho nhanh gọn lẹ luôn là làm mọc gà với lại sườn. Rồi bây giờ thì để ra cho nó nghỉ một chút xíu. Bây giờ em sẽ bắt đầu vô làm cái bánh canh. Bánh canh sẽ tự làm luôn. Đây là cái bột á, mình chuẩn bị mình làm bánh canh này. Thì ở trong đây mình đã pha sẵn là 150g bột gạo, 40g bột năng. Còn ở phía bên đây á, là 100g bột tinh bột của cái bột khoai tây á mọi người. Thì mình sẽ trộn ba cái loại bột lại với nhau. Chào bà cô chú và trên lại. Con làm, mẹ làm bánh. Bánh gì? Bánh canh. Bánh canh. À bánh canh. Thì cái bột á, sau khi mà mình đã trộn rồi nè, thì mình cho cái này là nửa muỗng muối vô. Rồi con đánh lên đi con. Con trộn cái muối lên. Nước á, sau khi mọi người nấu mà cho nó sôi, thiệt là sôi, sôi cho nó già như thế này là khoảng 100 độ C thì mọi người tắt ra ha. Rồi mình sẽ cho cái nước vào trong cái bột để mình lấy trùng. Đây là cái nước sau khi mình nấu sôi rồi thì mình cho khoảng 100ml nước vô trong cái bột này trước. Rồi mình trộn đều nó lên. Sơ sơ lên như vậy nè, để mình lấy trùng. Sau khi mà mình cho khoảng 100ml nước đi vô trong cái bột á, thì cái bột nó sẽ khô như thế này ha. Tiếp theo đó là mình cho khoảng 2 muỗng cà phê dầu ăn. Rồi Sophia con trộn ra đi. Thợ làm bánh chuyên nghiệp rồi, thấy mẹ mà làm gì cái chạy vô năn nỉ xin mẹ làm liền à. Trộn lẹ tay lên đi con, coi chừng nó chảy bột ra đó. Sau khi mà bà đã trộn với lại cái dầu ăn vô rồi thì mình cho 50ml nước còn lại vô để mình trộn lên. Trộn nhanh tay lên đi con, coi chừng nó hư á. Chị ba chị hai này là toàn là chơi không mà chứ hả, phụ thì ít mà kiểu mà chơi thì nhiều, khi chơi lâu quá cái đồ nó không có được còn ngon nữa. Ban đầu mình bóp thì nó sẽ hơi khô chút xíu nha mọi người, nhưng mà bóp một tí xíu nữa, mình nhồi một tí xíu bằng tay vô thì cái bột nó sẽ dẻo lên. Đây là cái bột á, sau khi mà mình nhồi khoảng được 5 phút thì nó đã dẻo mịn như thế này nè. Thì mình để cái bột vào đây cho nó nghỉ khoảng 5 phút. Cái mọc á, sau khi mà quết được khoảng 20 phút rồi thì nó rất là dai luôn á mọi người. Làm cái mọc bằng thịt gà đó nhanh gọn lẹ mà ngon lắm. Thì mình sẽ cho cái mọc vào trong cái nồi nước sôi này. Bột á, sau khi mà đã nghỉ được khoảng 5-10 phút á, thì mình cho thêm nước vô trong đây. Tại vì mình sẽ dùng cái cây ép bột á mọi người. Bên đây mình có cái loại cây ép bột làm bánh canh á. Còn nếu mà mọi người sắt á, làm bánh canh bột sắt á, thì mọi người cứ để cái bột lúc nãy nghỉ xong rồi cứ cán nè, rồi sau đó sắt thôi. Còn do mình ép cho nên nó bị đặc lắm, cho nên mình phải cho thêm nước vô. Đây là cái cây ép bột của mình nè. Thì nó sẽ có cái này để ép xuống, mình mới vừa rửa xong cho nên nó còn hơi bị nước chút. Trong cái cây ép bột á thì nó có hai loại nha mọi người. Cái này bự hơn một chút xíu và cái này thì nó nhỏ hơn một tí. Cái này để mình làm bánh canh, cái này thì mình có thể làm bún bò. Cái làm cái bún tươi thì cái lỗ này nó hơi bị to đó, cho nên thường là mình chỉ làm mà bún bò với lại bánh canh ở trong cái cây này thôi. Người thì điển á, người ta dùng cái cây này á là để người ta làm khoai tây nghiền á mọi người. Thì em Thư tha một chút xíu dầu ăn vô trong cái chỗ này để cho nó không có dính bột. Sau đó thì mình sẽ cho cái bột
vào trong cái khuôn ép. Nước á, sau khi mà mình đã nấu sôi thiệt là sôi thì bây giờ mình sẽ ép cái bột bánh canh vào trong cái nồi nước sôi này. Trời ơi, chị Phượng mua quà tặng cho cả nhà. Cảm ơn chị Phượng nhiều. Cảm ơn Phượng trẻ. Đây là cái nồi bánh canh nhà em Thư. Ta nói hả, nấu một đống thịt luôn, ăn cho nó đã đi. Cái này xương á, hầm ở trong cái nồi áp suất á mọi người, nó mềm lắm luôn á. Cái này nó dạng sườn non á, có cái sụn nó mềm mềm á. Mời ông bà cô chú ăn đi. Mẹ bạc tu tu ăn. Mẹ bạc tu tu về đây lại. Mẹ bạc cô chú ăn. Dạ, chào ông bà cô chú. Chào bạc cô chú. Quay trở lại với kênh. Để trời lê cơm. Anh Thư Family, cuộc sống thì điển. Đang ăn rồi bà cô chú anh chị ơi, mẹ này kỳ quá, cứ canh như lúc con ăn mà mẹ cứ kêu con nói à. Con đang tập trung chuyên môn cao độ. Ngon à. À, giỏi quá, ngon. Ngon rồi, con ăn nhiều nhiều vô nha. Thổi đi, coi chừng nó nóng á. Nấu cái bánh canh với lại mì á mọi người, mà cho tụi nhỏ ăn trước đi, tại vì giờ này cũng tối rồi. Người lớn mình chút xíu nữa xử sao chị Phượng ha. Ừ, đúng rồi. Chào mọi người ơi, chào mọi người. Chào mọi người, đây nè mọi người, phở. Phượng phở. Phượng phở. Phở cho em. Cái áo này á là hồi năm năm ở này, hồi bữa Tết á, Tết về Việt Nam đi chợ Bến Thành mua. Quay cái camera này nó bị ngược rồi. Mặc áo chồng nó, mặc áo chồng của thân á. Chị Phượng mượn áo của anh Mít bận cho nó thoải mái. Julia con chào mời cô chú đi. Mời ông bà cô chú ăn, nó lớn lên sao nói trong họng không mà cô chú có nghe không? Đang đói, đang ăn. Với lại mệt nữa đó ông bà cô chú anh chị ơi, đi từ sáng tới giờ, mình tới. Bình thường á là 7 giờ tối đi ngủ rồi, mà bữa nay là cuối tuần có mama bà Phượng xuống cho nên nó hả xoát cái gì gọi là gì ta xoát còn sao ta đi phu vân ướt đi lên cái gì mà bỏ một ngày ham vui, ham vui. Bỏ một ngày hôm nay đi, bỏ xí xóa đi, xí xóa ngày hôm nay đi để mama đi lờ đấy rồi. Hôm nay thứ bảy được. Ngày mai mình làm cái gì ta hả con? Ngày mai mình làm gì? Ngày mai làm gì mời khách viết nè con. Ngày mai làm gì con không biết. Con không biết hả? Dẫn mama Phượng đi đâu? Dẫn mama Phượng đi đâu chơi? Ngày mai lịch trình mình sẽ mama Phượng đi bà nội. Dẫn mama Phượng đi bà nội chơi hả? Ok. Trời ơi, đi ông nội với bà nội chơi. Giờ mama Phượng cũng nói tiếng Việt không rành luôn. Trời ơi, ăn hết rồi. Alice nói là Alice ăn hết rồi. Alice xin chị hai thêm nữa. Alice ăn thêm mì nữa không? Alice giỏi. Đức tiệt Alice. Alice có là mina này rồi bà. Alice, chị hai ý chị hai đó là chị hai bỏ cái tương ớt vô rồi đó cay. Để mà còn mì ở bên kia kìa, còn mì bên kia để mẹ qua mẹ lấy mì cho Alice ăn. Rồi, Julia ăn cái mì này, Julia có thấy ngon không? Dạ ngon, ngon thì ăn cho nhanh lên. Lấy thêm mì cho em Alice ăn nè. Em Alice khoái mì quá mà em Alice không chịu ăn thịt. Em Alice ăn chay hả con? Dạ. Ngon. Ngon. Có chịu ăn thịt đâu, ăn thịt ăn húp nước thôi à. Thôi kệ đi, húp nước cũng được. Nước mẹ hầm nhiều xương với rau củ vô lắm. Con húp nước cũng được. Nè. Quá chừng. Ok ok, để cái bên vậy đó ha. Ok.
Rồi chị Hai ăn cái cục mọc đó, chị Hai thấy ngon không vậy? Ôi chị Hai ăn hết cái cục mọc rồi hả? Còn mọc không? Còn một cục. Hồi sáng này á, Julia ngủ dậy tự nhiên cái Julia bị chảy máu mũi quá chừng luôn đó ông bà cô chú anh chị ơi, nửa đêm cũng phải nửa đêm nữa, lúc đó cũng hần sáng rồi, 5 giờ sáng á mama Phượng, 5 giờ sáng đang ngủ tự nhiên thấy chị chạy vô trong toilet, tưởng nó chỉ đi toilet, ai dè đâu á hả, chảy máu mũi chảy quá chừng luôn, xong phải cầm mà vô mà không nói gì hết trơn á, ngồi luôn ở trong phòng luôn vậy đó. Rồi cái hả tự lấy giấy chậm máu vậy đó, xong cái Sophia đi vô đi toilet, cái Sophia chạy vô kêu mẹ ơi ba ơi em Julia bị chảy máu mũi rồi. Rồi chạy ra bắt đầu vô giữ lỗ mũi cầm máu cho bắt đầu mới hết chảy máu mũi. Có hỏi bác sĩ không? Có mà bác sĩ nói chắc nó nóng ở trong người á, mấy đứa nít nó cũng hay bị chảy máu mũi. Đây là tô bánh canh vừa mới ra lò ăn lúc 9 giờ mấy 10 giờ đêm nè mọi người. Mời mọi người. Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà, mời cả nhà. Trời ơi con mắt mở hết lên luôn á, hai chị em ba người. Mấy anh mất cái... thì dỗ mấy đứa nhỏ ngủ. Rồi cái ảnh nằm anh cũng bị lim dim luôn. Đấy chút đũa mà chống nó lên chứ. Giờ thấy đường thấy rõ mà. Vô đi mình cùng đi. Vô nha, vô trước. Ngồi bay bay, vô. Vô. Bữa nay mình uống cider nha các bạn. Cider mà không có độ. Có chứ, 5 độ chứ em. Sống rất là healthy. Healthy. Ăn rau củ quả. Ăn rau củ quả, ăn ít thịt. Rồi vậy hả, không uống rồi có cồn, không nhậu nhẹt, không chơi bời, không chỉ lo làm ăn thôi. Trời ơi mọi người bộc lộ tiết lộ bí mật chút xíu, nãy giờ ngồi kiếm đồ á, mua đồ á, nhìn cái cái giỏ hàng á mà xỉu úp xỉu đau luôn. Mua có 42.000 tiền thì điển, là 42.000 thì điển là có tám mấy triệu, à tám mấy 90 triệu à. Mà không vô để đó nhìn chơi một chút không sót à. Chị ăn giống Thư này cho nó thiền mỹ. Thiền mỹ gì đó mới là nó thiền pháp cho thần lắm. Có cái máy quay em, có máy quay tôi mong tôi hút ọt rồi đó. Tự nhiên phải được. Nó ăn mà hấp hộp. Thôi chết cha. Mời xà lan được. Cô là bùa hà 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 các bạn ơi, yo visa tu hun trick up for 15 clock cổ ông lướt nhẹ nhẹ phút tiền vô chứ sao lưu đi mà em ngủ không được, em nhìn cái đó em ngủ được không em, mình cho mình lửa xong mình rút không khỏi mắt thiệt mà thiệt mà xong ngày mai chị rút hết chị xót hết trong gian phòng. Hồi giờ vậy mà 40 các khi lên tới 60 luôn á. Trời vậy luôn hả? Xong ngày mai cả đêm ngủ dậy nó hết giảm đồ xóa. Giống em á, mỗi lần mà em quay clip em làm clip. Tại vì em đi làm sáng sớm 5-6 giờ là em dậy rồi, em lo cho mấy đứa nhỏ rồi xong em đi làm. Làm về nhà rồi đi rước mấy đứa nhỏ xong rồi nấu ăn, ăn uống dọn dẹp đồ xong rồi tối khuya là cái dỗ nhỏ ngủ xong các em mới cầm cái điện thoại lên để em chỉnh clip. Chỉnh clip đăng YouTube. Mà nó gục lên, nó gục xuống vậy nè. Chỉnh được nửa tiếng thôi, mệt mỏi quá thôi. Cắt cái điện thoại xong đi ngủ. Chứ bây giờ đuối quá rồi. Đuối mà. Mà ngộ ghê, mỗi lần mà cầm cái điện thoại lên giống như là cái liều thuốc ngủ vậy chị ha. Tao nói con mắt nó nhíu lại mà không có cưỡng lại được. Ngon quá. Chị giờ chị ăn phim. Con chị nằm lên sofa, chị coi phim. Vừa chén, vừa ly, vừa nước, vừa để đây bàn hết. Ngủ mà còn gáy nó ra gáy bự nó. Ông ta ông kêu em sao em dậy để em đánh cho rửa mặt đi tắm rồi đi ngủ chứ sao mà nó gáy ngon làm
xong dậy chui vô tắm, tắm xong ra thức luôn em, mất ngủ, thức đến 1 giờ đêm á. Dạ, lúc đó là 10 giờ, 10 giờ nằm được chút, không mỏi nào khác á. Thử cho thử một cặp bánh canh với. Thử đi. Làm bánh canh ác được rồi. Bánh canh của Thư làm thì mọi người giúp con Dung ghê. Có mấy mặn không ạ? Ngon dai dai ngon được. Thôi em thích nó dai hơn nữa. Em thôi chị Vân dặn em nấu bánh phồng tôm, nấu bánh bánh canh. Ờ em thấy chị giờ nó đang vô hot trend. Chị Vân hot trend, mình phải đu trend. Tại vì chỗ này của em không có tiệm châu Á. Nhưng mà có có tiệm châu Á, tiệm Trung Đông á nó có bán, nhưng mà tại vì làm biến quá chưa có đi ra ngoài đó mua. Tháng 12 để bữa nào em nấu thử ăn. Không phải, tháng 12 xuống chị nấu cho. Vậy là đợi tháng gần tháng nữa mới được ăn. Trước khi về Việt Nam xuống đây chị nấu cho em ăn xong rồi chị về. Bánh canh cua nha. Chị mua cua á, cua ngày sợ trời á. Ở dưới chị nó có đầy đủ hơn. Gần tỉnh tàu mà. Chị ngồi cho ăn tôm canh xong cho về luôn, không cho ở lại. Ăn tối xong về đúng không quý chị? Ở lại hơi tốn lắm. Mai đi cũng ăn xong về chứ đâu dám ở lại đâu. Hơi tốn. Đi chợ mà dành trả tiền. Ngày xưa hả? Chị trả tiền nó cho luôn. Nó chị trả đi. Mà chưa đi mua đồ xong rồi các em. Thôi chị Phượng nghe trả tiền chị Phượng. Em đau bụng quá em phải đi vô toilet. Đúng rồi. Sao chị em xém đánh lộn. Giờ nó làm ăn khá, nó dành trả tiền mình không. Cái ngày xưa nó trốn, mỗi lần chưa tính tiền, nó chưa vô toilet không, em đau bụng hay là em phải ra, phải tính chiêu chứ. Em sắp sửa ra. Sắp sửa mà ra tính tiền, cái em đi toilet đâu vậy, để em đi toilet chứ. Em phải ra em chở chồng đi bơi, chở lại về sau. Nói chung, chị, lần này mình lên nhà nó là nhà cũ, ngày xưa không ở đường này. Nhưng mà nhà cũ thì lên một lần cách đây 5 năm hả Linh? 5 năm hay mấy năm? Ở lúc Julia mới được có 3 tháng tuổi á. Giờ mấy tuổi? Bây giờ nó 6, nó 7 tuổi rồi gần. 6 tuổi. 6 tuổi. Có 6 năm chứ nhiều. Mà hồi đó là đi á, là mít kèn là người chở đi. Đúng, đi đồ ngon lành lắm. Lần này đi đầu tiên sách đít đi mới đầu lên nha, livestream. Nó không phải là chim chụp hình để Facebook đồ đã đi tìm bình cứu nước. Cứ mẹ về đi mới cái chưa tới qua vô sức bình nhảy mẹ nó xuống cái tọt. Ngồi ở đó mà cái chỗ khỉ ho bò gáy. Nó không có một cái xe buýt, nó cũng không có một cái tàu. Ngồi con nhỏ đợi tới 1 tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi đợi mà hỏi hai ông già cổ lộ sĩ cho mình với Giang lên cái chỗ mà điểm để mình đi lên tiếp á, chặng đường thứ hai. Ông bắt cho đi. Cả nhà thấy không? Ông không cho đi. Ông mà ông biểu là đi khách sạn với ông không có cho đi. Mà ông nhìn lại ông thấy mình gốm quá, không đẹp nhân thân. Cái ông lắc đầu nói thôi. Lời nói ra bị hơi thất bại rồi. Tây giờ mới uống một ly chưa có rượu vô mà bà chị tôi mới lên cơn. Nói hay quá. Vô school. Mấy kè. Hiểu không? Phát xua đưa mấy kè. Nhưng mà nó cười khác. Cô già như gà lý tâm. Nếu vì phát đi thật ra ủa vì hình mê in tên cô già mẹ. Quên nữa mọi người, chị Phượng với anh Mít là hai người là bằng tuổi với nhau đó. Mà nhìn anh Mít đi, chị Phượng như hai cha con không? Tội lắm. Ông nhìn chưa có nhân, chưa có kinh khí. Vậy mà khán giả vô hỏi em á, nói hả trời em Thư ơi, sao em đi lấy ông già vậy? Ông già 80 tuổi chưa? No không anh Mít? No. Ok mọi người ơi, bây giờ em Thư xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây để coi tivi với lại mấy chị em anh em tâm sự với nhau. Lâu quá không có gặp nhau rồi, tâm sự loài chim biển. Rất là cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và đồng hành cùng gia đình nhà dịch. Chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 tối ngày mai. Bye bye mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại.